chú các anh chị một lời kính chúc sức khỏe, lời dạy cho giúp chỗ đã cái nữa chắc chắn không? Nghe chỗ tai đảo kéo quần hát cái sáng luôn. Hôm nay rất là vui được quay trở lại đây, được gặp tất cả những bà con địa phương và cũng như là tất cả các cô chú các anh chị mà hôm nay chúng ta đi lễ với bà. Thì Duy Phước thật sự là năm nay là năm thứ ba, cái niềm hạnh phúc lớn nhất là được đem lời ca tiếng hát dâng cho bà và đặc biệt là gửi tặng cho tất cả quý vị. Thì hôm nay Duy Phước sẽ gửi một ca khúc sôi động gửi tặng cho cả nhà của mình. Quý vị có đồng ý là sẽ cháy hết mình của Duy Phước không ạ? Nếu như đồng ý một trạng tay lớn nhất năm nay được không quý vị ơi? Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ một ca khúc sôi động gửi tặng cho cả nhà của mình. Bài hát được mix lại bài hát mới tên Như Gió Với Mây. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Con hát bà cũng nhảy đúng không? Mình đâu kéo không nhau cái nào.
cảm ơn Duy Phước, nghệ sĩ Hà Duy Phước rất nhiều chương trình ngày hôm nay. Dạ, bên trong còn rất là nhiều tiết mục, dạ là cảm ơn bạn có thể an toàn. Thưa tất cả quý vị, đối với người nghệ sĩ chúng tôi khi mà biểu diễn mà nhận được những sự hưởng ứng như thế này từ phía các